Yo, hello, what's up chào em nha, quay trở lại với channel mình đây từ đường phố đó mọi người nha. Chào anh em game tác chiến từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa video cho anh em xem video về đầu video như subscribe và một đăng ký kênh cho nó phát triển nha, anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì trước khi chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt quà vui chơi sự kiện mới nhà phát hành anh em, đặc biệt là quay sự kiện các bạn. Ok. Em mê cung này anh em. Xem nào. Nghe bảo là có thú cưng mới các bạn. Ồ, chưa ra mắt à? Ok các bạn, chưa ra mắt anh em. Thế tôi được biết là có thú cưng mới anh em, nhưng mà chưa ra mắt các bạn. Hay dưới này ta? Không ạ, à đây, không, có chỗ này. Vậy chưa ra mắt các bạn, chưa ra mắt anh em. Ok, lượm qua quà nè. Ghé fanpage cập nhật tình quả cáp anh em xem đây có reward không, sau đó về quay sự kiện các bạn nha. Sự kiện tiệc binh mom sẽ ngon. Vé đẹp mỹ nhân mỹ miều của BO hóa trang như thế này ổn không cả nhà. Đây đây cái vụ nối đây anh em. Đây các bạn. Hiện tại vụ nối đỉnh điểm đây anh em. BO limited anh em. Đang gây sốt rồi mà. Ô hóa ra là chỉ là hóa trang à. Vị. Vẫn vậy anh em, chưa có gì cập nhật mới các bạn. Hiện tại chúng ta vẫn chỉ là có code tuần và sự kiện web. Đó, bạn nào chưa săn thì tranh thủ săn anh em nhé. Chúng ta có 4 phần quà gift code, sự kiện web anh em và code tuần. Đó là hiện tại những quà code hot nhất hiện tại game anh em. Bạn nào chưa săn thì tranh thủ săn anh em. Group xem nào, bạn nào nhanh tay nhận ngay bảo vật ở bên sự kiện đấy chưa nào. Xem đội hình siêu châu meta hiện tại của anh em. Cái nào đây anh em? Trái phải giữa. Nú người luôn. Mọi người chơi game đã nhận quà to rồi. Tri ân. Sự kiện tri ân nhận ngay Lamy Wallo. Thẻ tùy chọn L1X10 500 thùng bia. Trời, lại là web lừa đảo. Web lừa đảo anh em. Ok các bạn, đây tình trạng web lừa đảo anh em nhé. Các bạn tránh xa tí không mất công lại mất ạc oan là thật đấy chứ không, không đâu. Ờ được rồi anh em, về game thôi. Về game xử lý sự kiện nào. Quả code chưa gì đặc biệt anh em. Hiện tại chúng ta được 377 thùng bia các bạn. Chắc tống đập luôn anh em. Đập luôn các bạn, kệ đến đâu đến anh em. Quậy sương sương sự kiện nào tính tiếc các bạn. Ok vào việc nào. 377 thùng bia. Carrera. Tiếp tục săn BO anh em nhé. Một chiếc tôi lớn hơn cháu anh em. Tại BO mới chỉ lên 9 sao thôi. Giờ rớt ra thêm cũng không lên được các bạn. Cay chỗ đấy. Ok tiếp tục nào. Săn nào anh em. Luffy sắp mặt, ô lâu lắm rồi mới thấy anh em nha. Ok bạn, lâu lắm rồi mới thấy Luffy anh em. Brook. Ui giời, mang cái lăng các bạn. Không còn gì nói. Lamy. Ok. Rất là VV Festival thì cũng được các bạn. Ui giời, Kuma. Lamy. Vấn đề là có rớt hay không mới quan trọng các bạn. Đen đen luôn các bạn, khó khăn thật sự. Nami. Kilemon. Thế nhiều anh em ở đi săn bên bỉ, săn group Valo có niềm tin hơn các bạn. Tôi không thấy điều đấy các bạn. Chả lẽ mình bỏ qua săn group Valo rồi. Ok tới nào. 150 thùng bạn qua đây săn coi. Qua bên này săn xem có nhân phẩm gì không ạ. Ok, chỗ gom đủ, hôm nay đập rương kim cương là được rồi các bạn. Tí mở 20 rương kim cương xem có
nhân phẩm gì không? Ok, tiếp tục nào bạn. Ui, bê hoàn cốc. Còn trăm thùng nữa. Vớt được nhân vật rồi đây. Lo à. Kaku. Tiếp tục vẫn là Kaku anh em. Ôi giời, Tatsagi. Tatsagi à. Kavedit. Kavedit tiếp ạ. Vẫn cứ là Kavedit. Nghe chừng không vớt thêm một tướng nào rồi các bạn. Phanh chi khó đấy các bạn. Ca này khó nhai rồi. Ok, khá nhiều cốc bia vàng các bạn nhé. 145 nón. Hiện tại chúng ta được xem nào. 585 cốc bia vàng các bạn. Cốc né xả luôn các bạn. Cốc bia vàng. Ok, xử luôn đi. Ok các bạn, hôm nay test nhân phẩm luôn. Đang đen thì cho khỏi đỏ luôn các bạn. 15k. Đúng kiểu đang đen khỏi đỏ luôn các bạn. Ô, được kin lemon kìa. Đẩy mình từ lón anh em. 40 thùng bia. 370 được rồi, 401 anh em, vẫn thiếu 40 thùng nữa. Chopper à. Ra được Chopper NV anh em. Ây da, có vẻ ban căng hơn tôi nghĩ quá. Ôi, chẳng nào. Ok, được rồi, bỏ qua mọi thứ qua bên anh em. Tiệm Big Mom, được bao nhiêu nón rồi? 372 nón anh em. Thế rồi anh em, thế là chúng ta bắt buộc phải kiếm được 600 rồi anh em. Boss nào, 605. Đó, như vậy là chúng ta biết rồi anh em, phải kiếm được 600 các bạn nhé. Không, kể cả bây giờ các bạn mở bên trái bên phải cũng vậy thôi. Các bạn bên phải nó ra bên trái, mở bên trái nó ra bên phải. Chọn bên nào nó cũng vậy à. Cơ bản mở cái trực tiệm Big Mom này anh em, ấn một phát một ăn luôn thì là được. Còn nếu mà các bạn muốn ăn hoàn được thì các bạn xác định là phải ra dòng anh em. Ok, lượm qua nào. Xem nào, dương kim cương mùa này chúng ta có thu được tí nhân phẩm nào không đây. Năm dương may mắn tương mới nè. Nghe cũng hơi bị được của nó quá. Mấy tương mới hay là lại group anh em. Xem nào. 20. Hỏi mưa rương kim cương các bạn. Test nhân phẩm chơi nào bạn. Ok, test nhân phẩm với 20 rương kim cương nào. Ok, và 5 rương may mắn tương mới các bạn. Chắc chắn rồi, không thể bỏ qua được rồi anh em. Chúng ta thì sẽ đi mở 14 rương boss cho anh em nha. Đủ số chưa? Biết ngay mà anh em, còn có vòng nữa xong sự kiện luôn mà. 5 rương. Thêm xô anh em, ngon. Và cuối cùng của clip ngày hôm nay anh em, phần quà xứng đáng nhất. Xem nào. 1k dưới. 2k dưới. Có kim cương các bạn, có kim cương, có kim cương. Oh my god, được 4k. 5k các bạn. 5k rưỡi kim cương các bạn. Hết từ nói anh em. Được 16k kim cương anh em. Ôi trời ơi đất ơi. Cái gì vậy trời, quá hết sự kiện một lần anh em toàn thế. Việc sang gì. Ok. Nhận quà. Ui là năm nay đợt này tận 20k mới nhận được à. Càng đấy các bạn. Theo tôi được biết không nhầm 70k anh em.
Rồi. Quả tiêu phí kim cương các bạn. Bao nhiêu? 50 thùng bia. Thôi cũng được các bạn. Cán bộ 450. Đó là toàn bộ tôi quẩy sự kiện một này rồi. Anh em boom sự kiện sao rồi comment coi nào. Các bác nào mở ra được 20-50k kim cương chưa? Thế mấy bữa nay quẩy sự kiện chán lắm luôn anh em. Đập thùng thì không ra tướng mà quẩy sự kiện thì lại toang. Có mỗi hôm qua mở ra được bộ kiếm sĩ thì trông nó enjoy tí các bạn. Còn lại thì ôi giời luôn. Quay mất chưa muối rồi anh em. Tôi kệ đánh nào, 3 lượt không đủ rồi. Toàn rồi rồi. Tính sai hết rồi anh em. Quay mất chưa mua ở đây các bạn này. Chưa mua chỗ này. Ây da, đau đầu đấy. Sự kiện mùa này chắc cũng chỉ quẩy đến tầm này thôi các bạn. Hết sức rồi. Trời phóng chứ không sao mở sau vậy. Clip này kết thúc đây và anh em chúc bạn quẩy sự kiện gặp nhiều may mắn nha.